Làm gì mặt đỏ quét luôn vậy? Chào mọi người nha. Hôm nay Thảo với con trai Thảo nè đi hái được một giỏ bơm luôn. Cái cây gần nhà. Chỗ nào trên đấy bự. Cây cao đi thấp nó trụ nó bẻ gãy cũng hết trơn. Trái táo này về không có ăn, nhưng chỉ nấu nước thôi, nấu nước uống nó tốt cho sức khỏe lắm. Cũng có những cái trái sâu nữa nè, trái sâu thì Thảo sẽ dạt bỏ. Có hai trái bơm tí hon, trái táo nhỏ xíu dễ thương. Ừ. Ăn không có được đâu. Linh nó ăn bom mà bom cho chồng mà tứ phân ha, tứ thuốc đó. Nó ăn thử. Nó bị gì? Dị ứng hả? Dị ứng đó. Ăn được cái thuốc á. Mời cả nhà ăn táo nha. Táo cứng nhắc à. Từ gói luôn. Con trai đi hái với mẹ giỏi quá nè, ngồi im gu luôn á, thấy không? Cho con trái này nè, cầm. Ý, dục nước rồi, đừng có dục nó nha, đừng có dục nha. Thôi cuối tuần chúc các cô chú bác anh chị dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống nha. Giờ mẹ con Thảo chuẩn bị đi nấu nước bơm, nấu nước táo. Rồi. Giờ Thảo đi rửa táo nha. Táo này Thảo sẽ rửa lại 2-3 lần nước và mình kỳ cho nó thật là sạch ở bên ngoài. Nó natural chứ, nhưng mà khi mà nó ở ngoài đường á, cái bụi nó cũng bám vào trong cái vỏ của trái táo đó mọi người. Táo này cũng có nhiều trái cũng có sâu, cho nên khi mà mình cắt ra đó mình nấu thì Thảo sẽ loại bỏ những cái phần sâu đi. Và vỏ thì Thảo giữ nguyên, không có bào bỏ vỏ. Sau khi táo đã rửa xong thì Thảo sẽ cho qua cái rổ này để cho mà ráo nước. Ráo nước xong rồi Thảo sẽ cắt trái táo ra làm bốn. Và Thảo bỏ cái lõi của trái táo, cái phần hộp như vậy. Và táo sau khi đã rửa và cắt bỏ hộp xong rồi mình sắp vào trong nồi. Và mình cho vào trong đây là 1 muỗng cà phê muối. Ở đây là Thảo có 3 kg bơm, là 3 kg táo. Và cho nước vào đầy cái mặt táo là được. Bây giờ Thảo vặn lửa lên số lớn nhất và bắt cái nồi lên trên bếp.
và đậy nắp lại. Mình cho cái nước nó sôi lên rồi á, tới đó mình mới giảm lửa. Và trong khi đợi cho nồi táo nó sôi lên thì Thảo cho mọi người xem vườn bầu. Cái dây bầu của Thảo có trái bầu rất là to luôn ha. Và bây giờ Thảo trở lại nồi nước táo. Nước táo nó đã sôi lên như vậy rồi nè. Và Thảo sẽ giảm lửa xuống số 1. Và bây giờ Thảo mở nắp nồi nước táo ra. Khi các bạn thấy cái miếng táo nó chuyển màu qua màu vàng nhạt như vậy á, có nghĩa là nó đã chín vừa rồi đó. Và Thảo sẽ tắt lửa và đợi cho 10-15 phút nữa. Và trong thời gian đợi cho mọi người xem hoa dạng thọ nhà vườn nhà Thảo. Và sau khi nước bơm đã xong rồi, Thảo sẽ đem chiếc nước bơm ra nha. Nói nước perm, các bạn nghe thấy sợ không? Tại vì bên Pháp gọi là perm, nên Thảo hay quên lúc gọi perm, lúc gọi là táo. Bây giờ Thảo vớt cái xác táo ra ngoài tô. Đây là cái phần nước táo mà Thảo đã lọc ra để còn nước không nè mọi người. Bây giờ Thảo sẽ cắt đường. Thảo sử dụng đường phèn nha, cho vào nồi nước. Nước táo đây là có 5 lít và Thảo cho vào 200g đường phèn. Nước táo á, nó ngọt, có mùi á, những con ong á, bay lại rất là nhiều ha. Và đường á, các bạn uống ngọt hay là vừa là tùy mọi người nha. Lúc này nước táo nó còn đang ấm ấm nè, mình bỏ đường vào thì nó sẽ tan đường dễ hơn nha. Các bạn đừng để nguội hẳn. Bây giờ Thảo cho nước táo vào trong những cái keo, cái chai như vậy để mà mình bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh á, uống rất là mát cho cái mùa nóng nực này. Và nước táo rất có lợi cho sức khỏe. Lợi ích của nước táo là có 10 lợi ích. Một là giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh Alzheimer, là giống như là cái bệnh mắc trí đó, giảm nguy cơ tiểu đường nữa nè, tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, ngăn ngừa đục thủy tinh thể, tốt cho da, giảm các triệu chứng hen suyễn và bệnh ở đường hô hấp, giảm căng, chống ung thư, bảo vệ xương. Và mỗi ngày chúng ta có thể ăn một trái táo, hoặc là mình nấu nước táo như vậy á, mình uống rất tốt cho sức khỏe luôn. Và phương Tây á, có một cái câu nói á, mỗi ngày ăn một trái táo là tránh xa bác sĩ. Và nước táo Thảo cũng đã làm xong thần tốc rồi. Bây giờ á, Thảo uống nước táo nha. Nước táo rất là ngon luôn, có vị ngọt thanh của đường phèn và vị chua chua của trái táo natural á, là tự nhiên á, không có thuốc gì hết, uống rất tốt cho sức khỏe đó mọi người. Cho nên mọi người hãy nấu nước táo mà uống nha, nó giúp tăng cường sức đề kháng. Ở ngoài vườn của Thảo, ong bay nhiều lắm.
cái nước vô trong keo như vậy á, Thảo để trong ngăn mát tủ lạnh uống. Và thôi cũng cuối video rồi, Thảo xin kết thúc video tại đây nha. Và chúc các cô chú bác, các anh chị, các bạn dồi dào sức khỏe và bình an cho cuộc sống. Và hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ tới. Thấy yêu thích kênh của Thảo và thích nước táo của Thảo nấu thì mọi người hãy cho Thảo một cái like và một cái đăng ký ha. Bye bye và hẹn gặp lại.